Chào mừng quý khán giả một lần nữa đến với chương trình Zoolife. Và hôm nay tôi được dẫn mọi người đến thăm nhà của một vị đạo diễn. Và anh cũng là một vị đạo diễn đáng kính, là thầy của rất nhiều các lớp diễn viên. Anh bây giờ thì đang sống với rất nhiều những người học trò, cũng giống như là những người con nuôi của mình. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào nhà của anh và để xem họ cùng nhau sinh hoạt, học tập, làm việc như thế nào nhé. Xin mời mọi người. Lan ơi! Lan! Hy Lan muốn bao chiếc cho nó, em nói đi! Em không có xứng đáng với anh đâu! Trời ơi! Ok, vậy nè, rồi. Thầy nói cho con nghe, con thấy con diễn những cái gì con sai không? Thấy không? Đây là con phải diễn, con xây cái mặt ra khán giả chứ không phải con úp vô đây. Tại vì bọn họ mình thấy là khán giả trong đây đúng không? Bây giờ vô đây thầy cái đứa kinh nghiệm điều đó. Cái thứ hai nữa thì Lập có cố gắng, thầy mong muốn các con bước lên từng ngày từng trước. Nhưng thầy nói cho con, không có gì mà không mài dũa để hằng ngày tụi con làm. Ok, diễn cái đó nha. Em nói sao? Em sợ nè. Em lo cho nó à? Em sợ nó chết đúng không? Đúng không? Em không có xứng đáng với anh đâu. Từ từ nó buông tay mình ra nè. Không cứu gì người bạn mình được hết đó Lập ơi. Trời ơi! Đúng không Lập? Dạ. Yeah. Con làm kia mình trong hàng chợ rồi tiếp luôn rồi danh. Rồi cái điểm của bạn rớt thì con phải vậy. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Rớt xuống luôn. Đúng không? Đúng chưa? Rồi khóc. Con khỏe, con tập tạ chi mà con đỡ cái cô này có 40kg mà con đỡ không nổi. Dạ, thưa thầy. Okay. Chào mọi người. Chào thầy. Tụi con thấy sao? Thấy quen không? Một thần tượng của những đứa học trò. Con chào MC, nói tiếp. Nãy giờ em đứng ngoài đây em xem mọi người diễn đó mà em thấy mọi người tập trung quá, em không có dám bước vào làm phiền mọi người. Mời vô, giờ nhà mình sao thôi, chỉ có cái ghế của mình thôi, mình mời MC. Hôm nay mới thấy thật của ngoài. Hôm nay con đưa khán giả của chương trình Real Life đến đây để gặp thầy. Thật sự mà nói, thầy coi chương trình của con rất nhiều. Mà thầy nghe, thầy cũng vui lắm chứ. Lứa tuổi thầy ai xuống đây quay nữa. Nhưng mà đối với thầy rất vui. Không có một đạo diễn nào mà bao nhiêu năm trong nghề đào tạo ra rất nhiều danh hiệu, nhiều lắm. Nhưng mà vẫn còn trọ được một đời cái nhà này. Nhà này là trọ 25 năm rồi. Vẫn là ở trọ. Ở trọ 25 năm. Thầy kêu hãnh lắm. Mỗi từng lớp các em học có mỗi năm. Các em biết là ở đây ghế cũng không có ngồi. Rồi vậy. Nhưng mà nó ấm cúng lắm. Tất cả các em vào đây học. Thầy chưa bao giờ ngã giá được mà các em vào đây để đóng kinh phí. Cái đó là cái thầy làm thật. Nhưng mà ở đời không ai hiểu. Có những người hỏi tại sao không lấy kinh phí làm sao nuôi. Thầy chỉ nói với con trai thôi, kêu bằng con trai. Từ lứa tuổi với Quang Tuấn Minh Lương thầy đầu tư và đào tạo đây. Con chắc cũng là nhỏ hơn các anh đó nhiều. Như ba mẹ cậu cu này mới 17 tuổi. Người ta cũng muốn tìm cho mình một cái vị trí, cái công ty nào dạy học rõ ràng. Cái điều đầu tiên thầy thua thiệt nhất là cái điều gì? Người ta nhìn vô, người ta gửi con người ta. Ủa, sao ông thầy ông kỳ vậy ta? Người ta không nói về giới tính mình. Nhưng mình hiểu được. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Thầy á nuốt được những cái mặc cảm trong cuộc đời, trong cuộc sống á. Đến đây ông thầy đó, ông đó, ông BD đó mày. Mới đầu á mình nghe mình có một cái điều gì đó, mình buồn lắm. Nhưng giống như làm nghề riết nó bị chai sạm á con. Cái từ đó đối với mình á, nó không có để cho mình để tâm. Mình phải chấp nhận chịu đựng nó thật. Thầy là người đồng tính thiệt. Sanh ra từ nhỏ rồi. Ở cô Di Viện mà lớn lên á, anh Quỳnh muốn á là mình phải làm một điều gì đó để cho họ nói là chúng tôi vẫn có cơ hội để ban cho đời đẹp đời.
thầy luôn luôn là lầm lầm lũi lũi. Nhiều khi á, cuộc sống mà người ta hỏi sao nuôi học trò, người ta hỏi tại sao con thương thầy. Con nghe người ta đợi ta nói là thầy buôn bán giải. Ở đây Thanh Quỳnh được cái là khoe thật, nấu ăn giỏi lắm, chạy rác. Em thấy cái tiệm bánh bánh bò kế bên nè, rảnh cái thầy ơi thầy đi không, ship hàng cho người ta dầu nửa đêm như thế nào, phải ship để có tiền để nuôi con mình. Đây nuôi, nhưng mà người ta không hiểu. Có nhiều người á, mấy đứa học trò hỏi bố đi làm vậy chi vậy, ngậm nước mắt mình cười lại, nếu bố không làm thì bố đâu có cuộc sống bây giờ đâu, ai cho bố. Và thầy làm hôm nay là 10 năm độc quyền rồi, cầm cái giấy phép, ở đây có giấy phép, ai nói giấy phép vui chứ thầy không có vui. Sao vậy hả thầy? Không có vui, mừng có mừng nhưng không có vui. Khi làm xong con có tin không, làm xong rồi dọn rác, các bạn đậu giải xong hết xong rồi thầy phải lầm lũi về đi làm những điều khác trả nợ. Châu Văn Kỳ, người ta thấy thầy Quỳnh á có một thân một mình thôi, người ta rất đàn áp vấn đề đó, tất cả học trò thầy đều biết. Thi xong rồi quay lại quất ngược lại ông thầy luôn, gieo tiếng oan cho thầy. Ổng vậy đó, ổng lấy tiền tôi như vậy đó, vậy vậy á, rồi xong bây giờ á là tôi, bởi tôi đâu có ghé ổng đâu. Thật sự là trái tim của thầy Quỳnh cũng nói muốn nói các con biết, những lời hứa là những lời hứa miệng, còn họ có cho hay không là do họ. Nhà thầy không có gì ngoài học trò, nhà thầy Quỳnh không có gì ngoài cái bàn thờ tổ, rất linh. Quỳnh tin được điều đó, con có tin không? Mỗi cuộc thi xong rồi là không bao giờ có tiền để nấu cơm hết, làm nhiêu trả nợ. Trả nợ tiền rạp, trả nợ tiền ban giám khảo, trả nợ tiền quần áo. Những cái chương trình này làm là cái tâm huyết. Thanh Quỳnh dám hứa, dám hứa. Ở đây thật, nói có 4 bữa, các bạn thấy các bạn diễn như vậy, 15 buổi là xong khóa học, các bạn đi làm gì khác. Giỏi mà giỏi thấy ghê thiệt, nhưng mà cái nghèo mà nghèo giống như là cái, nó dính liền mình như một cái đất sét nó không rời đó, đó con. Hôm nay con gặp cái học trò mắc cười, nó thấy thầy mặc đồ đẹp. Nói chung là lên sân khấu đẹp như ông Hoàng, ở dưới như ông Mài vậy đó, như ông Mài, không biết người ta sao. Là có nghĩa là thầy bỏ rất là nhiều công sức, tiền bạc cho các bạn đó, nhưng mà có một số người họ đi rồi họ quay sang họ phản mình như vậy. Có bao giờ thầy thấy nản không ạ? Nếu mà nản thì nói hỏng không được. Có giữa thầy và những người đó người ta sai. Cái năm rồi là xong một chương trình, đây là hoa hậu đây, đây là á hậu đây, đây là năm đế ải đây. Mỗi người ta về quê hết. Rồi ông thầy ở đây là gì? Nhìn lên bàn thờ có 6 trái bưởi là hai đứa học trò mới cho đó, rồi với một thùng coca là một bạn học trò cho, đúng không? Mùng 1 ăn chay, cái mùng 1 sớm đập cửa, sớm biết ông Thanh Quỳnh không có tiền á là ông mở cửa ông nó ăn, còn không có tiền là ông đóng lại cái sớm lắm. Thầy ơi thầy bệnh gì mà thầy mở cửa, cái thầy mới mấy bà nội mùng 1 là gõ cửa tôi rồi. Thật sự là mấy bà biết Thanh Quỳnh là không có tiền, cái xong ăn chay. Ăn chay xong đến mùng 10 hên quá, dịch ngủ luôn. Dịch xong cũng đâu có chạy xe ráp được đâu. Cái bà bánh bò ở đây bà nói thôi thầy ơi bây giờ em trả cho thầy tháng 15 triệu ngày, mà thầy phải chạy cho em 20 cuốc. Mà ta nói chạy ngày đầu á, cái tay của thầy là từ đây xuống đây nó đen thui, cái cổ đen thui à. Mà ta nói không biết nắng gì mà nó ác nghiệt, nó ăn nắng Quỳnh á, là không có cho làm nghề khác, chỉ làm diễn viên được thôi. Mà cái con bánh bò nó khóc và nó đưa áo mưa đồ cho chạy, mà chạy suốt 3 tháng trời để có tiền học báo. Tuân muốn hỏi các bạn là ví dụ mình nhận của ông thầy mình nhiều quá vậy rồi, có bao giờ có ai tìm một người nào đó ở làm mai cho ông thầy không, cho ông đỡ cô đơn chút xíu? Có ai từng đi tìm một cái bạch mã hoàng tử nào đấy làm mai cho ông thầy của mình không? Ông cô đơn quá, cô độc quá nè. Thật sự là thầy do là thầy đóng cửa thôi, chứ còn nếu mà thầy mở cửa là hơi bị nhiều. Ai cũng nói thầy đóng cửa thấy không? Vấn đề là thầy giỏi quá, mà mấy người giỏi quá thường khó. Bây giờ quen thầy nha, khỏi không thương con thầy thầy cũng không chịu, nấu ăn dở hơn thầy thầy cũng không chịu, không giỏi bằng thầy thầy cũng không chịu. Cuộc đời thầy, em hỏi là trước giờ thầy có một cái mối tình nào chưa? Không ai không có. Thầy sống nó đã tắt lửa lòng rồi. Cái tình đó là sự yêu thương, còn dục là đi đến với những cái mảnh đời bất hạnh đó. Thầy kể ra con thấy đầu óc đen tối quá. Không. Xin lỗi thầy. Dục là giáo dục á. Thầy nói là ngày trước lớn lên, ngày nhỏ không có bê đê, hồi xưa học cái lương, đi cải lương xong à, có người đó cũng ăn uống chung, cũng làm chung, cái lớn lên cái tự nhiên ra trường cái mến, cái tự nhiên lòi cái BD ra hồi nào mình không biết, cái tự nhiên cái mình có tên tuổi ra trường sân khấu, là thời đó là anh thầy là tên Nguyễn Anh Khoa đạo diễn lớn lắm, thời của Quyền Linh với Lê Công Tuấn Anh là thầy đạo diễn, Nguyễn Anh Khoa là thầy nè, Thanh Quỳnh là tên BD.
chứ còn Nguyễn Anh Khoa là tên là ông. Cái xong yêu, yêu mối tình cũng 10 năm mà ngộ lắm nha. Cái tình yêu á, nếu mà em dướng vô thì em cũng ngán. Lúc đó thầy có tên tuổi nè, Nguyễn Anh Khoa lớn nè, mà mắc ô mắc gì mà yêu một cái người đó mà ai cũng nói là Quyền Linh đồ, anh Lê Công tiếng Anh ấy. Trời ơi, cái thằng đó có cái gì mình yêu. Tại vì cái nghĩa nó sanh ra cái tình, em biết rồi. Yêu mà nó thật sự đừng buồn nha. Ông nội ơi, sáng mà đi làm gì mà đạo diễn thì mà mặt thì bầm, tay thì trầy, là nó ghen, nó không cho làm một cái gì hết. Đi ra làm về nó ghen mà nó không có ra mặt. Mà tối ngày mà nhớ là hài anh Thanh Long trẻ, ông biết được từ lúc đó ở tập thể, ở trong đoàn kịch thành phố, mà không phải giống như vợ chồng mà đánh một bóp 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 bóp. Đi đâu thì nó ngắt, nó nhéo, đi đâu mà nó ghen, nó không cho. Mà thời đó đâu có bd nhiều đâu mà ghen, mà nó không cho đi. Mà thời đó nó đẹp lắm, thầy đẹp lắm luôn á. Mấy đứa này nó hỏi, ủa ngực thầy vú thầy đi sửa hả thầy? Không có sửa cái gì mà ông trợn xanh ra cái mặt với cái ngực, mà giống như ông không cho mình làm gái hay gì á. Mà nó cái ngực nó đẹp lắm. Tuân không phải cái hình thể của Tuân đẹp rồi, nhưng mà mấy đứa này đẹp rồi. Đối với thầy là thầy thấp, nhưng mà cái người của thầy sao ông trợn xanh ra cái mặt với cái bộ ngực của thầy nó đẹp. Nhiều khi ước mơ lắm con. Thấy ngày lễ ngày hội thì tất cả các bạn về hết. Ước mơ vậy nè, nếu mình có một cái mai gia đình á, nhiều khi chạy ra đường nó thấy có con cặp đó chở đi, người ta ôm nhau rồi. Hoặc là trai với trai, hoặc là gái với gái, mình cũng ao ước, ủa mình mong có người nào chở, cái mình tựa cái vai mình vô. Không có tiền đừng bao giờ nói chuyện đó. Nhiều người người ta đến với nhau đâu phải vì tiền không đâu ạ. Con vẫn thấy cái đấy là một cái định kiến ở trong giới của mình luôn. Có nghĩa là trong giới là mà, bạn phải đẹp, bạn phải giàu. Nhưng mà con nghĩ đâu có đâu ạ. Có người đến với mình vì cái tài của mình, vì cái sự cố gắng của mình, vì cái tâm của mình. Con nghĩ là thầy cũng phải tin vào điều đó chứ. Nhưng theo con nghĩ thầy tuổi này ai yêu? Có không? Tại vì vốn dĩ tự thầy mặc định cái chuyện đó là tự thầy đóng cái cửa của thầy lại. Không, thầy không có đóng, thầy mở ra luôn á. Tại vì thầy đã nói là tuổi của thầy ai mà yêu thì có nghĩa là mình đóng cái cửa lại rồi. Mình phải tin là ở tuổi này, với cái tài năng này, với cái đạo đức của mình, vẫn có người yêu mình. Nhiều lắm, nhưng mà cái tình yêu đó nó bị không có bằng cái tình yêu của những đứa con. Có người bên Mỹ về dẫn thầy đi luôn, có người kêu thầy ở lại luôn, nhưng mà cái đó thầy thấy nó nhẹ quá. Nó nhẹ, nó không có bằng tình yêu. Nếu mà thầy đi á, đây nè rồi ai là người chăm sóc các em, ai là người đưa các em đi. Chứ còn nói thật, ngày tháng đầu tiên thầy đi bước qua Mỹ là có người kêu thầy ở lại đi. Nói thật, có người đồng tính cưới thầy luôn. Nhưng khi thầy tâm sự với người ta nói thôi giờ kêu bằng ông nha, ông bỏ hết đi rồi sống với chúng tôi, chứ còn bây giờ chúng tôi không có lo được giống như ông vậy đâu. Rồi cái bước ra cái thuyền khác đi về, chèo thuyền đi về tới. Vậy là do thầy nha? Không, do thầy. Nhưng mà không có xa chiếc thuyền đó được. Dạ. Em có biết không, thầy live stream mà người ta nói là ủa sao ông thầy ông la gì vậy, ông chửi ông la tụi nó. Thầy đâu có chửi, tụi nó diễn sai thầy la. Mấy con này nó hận thầy biết bao nhiêu. Bây giờ nó thấy nó tươi nó đẹp không, nhất là con quỷ này. Nói thiệt, bây giờ tụi nó mà lợi mà nó duỗi đầu vô người thầy, con yêu bố lắm, con thương bố. Trời ơi, thầy thấy nhục nó. Cái nhà con bước lên đó coi, hai phòng tụi này nó ngủ, cái giò nó dài thòn, bước qua không có chỗ bước. Có bữa thì nói thật, nó dẫn bạn nó về, xong rồi thí sinh nhiều đó, mới kéo qua ly vô kìa, thầy mới nói kìa. Ủa nhà thầy nhỏ vậy thầy, ra mướn khách sạn mà qua ly để nè. Thí sinh, xong rồi hết tiền nó chạy về, cỡ nào cũng ngủ ông thầy đâu, xuống cầu thang ngủ. Mà hỏi sao chỗ đâu ngủ em. Thôi dòng đời thầy cũng nay là tới tuổi này rồi, thầy mong muốn là có rất nhiều sức khỏe, có nhiều em đam mê. Sau cái chương trình này, các em hãy nhìn rộng hơn, rõ hơn, sâu hơn những người như chúng tôi. Chúng tôi là người đồng tính thiệt, nhưng mà rõ hơn các em đam mê, các em không có điều kiện, các em hãy tự tin. Không phải riêng Thanh Quỳnh mà rất nhiều người giống như Thanh Quỳnh giang tay mà đón các con đi đến bước đường mà cái ước mơ của các con á, để thành danh. Chứ đừng có giống như các bạn đi trước đã thành ngôi sao mà tới đây cái nhà nhỏ, hay là ông này ông bd quá. Cái tự BD sao nó nghe đau quá à. Nó đau ghê á. Giờ thầy chỉ có tiền á, mà hay mấy cái người thợ xăm á, xăm hai chữ BD á trên này nè, cái người ta nhìn ta thấy luôn, ta khỏi nói. Thầy mê cái đẹp lắm. Làm nghề này con thấy hầu như phải mê cái đẹp mới làm. Cái đứa con trai nào bước qua đẹp cũng hít hà, đứa gái nào bước qua đẹp cũng hít hà, mong muốn trở thành ngôi sao, trở thành con mình. Cái quắc nó vô, cái thuyết phục ngày không được, 3 ngày, 3 ngày, 5 ngày. Có thí sinh tuần á, có thí sinh 3 năm luôn á em.
thầy bị một cái tính, đó là cái tính nóng tính, cực kỳ nóng tính. Nếu mà ai không chịu nổi và cái khả năng mà chịu đựng á không cao là chắc là sẽ bỏ cuộc, đúng không? Từ những cái thí sinh đầu tiên casting thì vào trong những cái vòng bán kết hay chung kết là bắt đầu loại ra từ từ. Mà không hiểu sao là Hiền theo đuổi được một năm, trải qua rất là nhiều những cái biến cố nhưng mà vẫn trụ lại, và thầy vẫn luôn là cái người mà đưa Hiền đến với con đường điện ảnh cũng như là sân khấu lần đầu tiên. Có bao giờ thầy có nói với Hiền là cái tố chất nào ở Hiền làm cho thầy nhận ra Hiền và muốn Hiền là một diễn viên không? À, cái tố chất mà để mà thầy nói thì ban đầu á, ngoài đẹp, đương nhiên là ngoài đẹp trai ra nha. À, không, cái đấy mình không cần phải nhắc là đương nhiên là phải đẹp trai. Tại vì ban đầu thì Hiền có cái giọng hát, sau này thì ở trong sân khấu á, họ cần những cái người diễn viên mà có những cái kỹ năng hát sống ở trên sân khấu. Nên là ở phần thi của Hiền, thầy đã đánh mạnh vào trong giọng hát và đẩy mình lên ở cái mức cao trào bằng cái cảm xúc thật của mình. Trong một năm đấy, mình rèn luyện đó, mình cảm thấy là mình thực sự yêu cái nghề diễn này không? Hay là mình chỉ đơn giản là mình muốn giành cái giải thưởng đấy thôi? Khi mà Hiền bước chân tới công ty Siêu Nhân Việt, và lúc đầu Hiền cũng nghĩ nên tin tưởng em hay không ta, hay là nó chỉ là những cái phần ảo. Biết ơn trước thầy nhá. Rồi, bây giờ mình gặp được thầy, sau mình có thể được thầy yêu thương như bây giờ nè. Thực ra là mình cũng có duyên gặp thầy ở trong một cái sự kiện. Không có tính là đi dự cái sự kiện đó đâu. Mà thôi, mình nghĩ là dù sao thì cũng bạn mình cũng đạt một cái thành quả như vậy thì mình cũng nên tới chúc mừng. Mặc dù là cái người đó là cái người thích mình đơn phương, thế mình cũng đi. Mình tới sự kiện đó thì mình thấy là đang diễn ra cái họp báo, cũng là cái sự kiện mà kết hợp với họp báo luôn, chương trình của thầy. Thì sau cái sự kiện đó thì mình cũng thường như mọi người là sự kiện đến một nửa chương trình thôi là mọi người sẽ rút về hết, nhưng mà mình cứ nán lại cho tới cuối hết chương trình luôn. Thực ra là mình không biết thầy. Có một cái người em ở bên biên tập viên này đó mới bảo: chị ơi, đạo diễn Thanh Quỳnh kìa, chị ra đi, chị ra chụp hình với thầy đi. Trời ơi, người nổi tiếng trong nghề lắm đó. Và thực ra là mình cũng không biết là ai hết. Mà lúc đó thì mình cũng đang là một diễn viên cũng rất là nhỏ thôi, chưa có biết một cái gì rộng ở trong giới hết á. Nên thành ra là thầy mình không biết. Thì bạn đó, bạn ấy biết, thì bạn ấy chỉ như vậy. Mình cũng giáo giác mình nhìn thì mình thấy: ôi sao mà thầy ăn mặc cái gì đó. Thì cái đặc trưng của thầy là thầy thích mặc ngầu nổi. Đó. Thế xong rồi mình cũng ra mình chào thầy. Cái thì thầy vừa nhìn thấy mình cái thầy nhìn cái là thầy bắt mắt thầy liền luôn. Con là đào chính á, mặt của con là chỉ có vào đào chính thôi. Tự nhiên thấy từ đào chính là mình thích rồi. Thì thầy nói là đi về với công ty với thầy. Ngày hôm sau về luôn đúng không? chưa có về đâu. Mình nghe thấy như vậy rồi thì mình cũng nuôi một cái hy vọng. Mình mới nói chuyện với người bạn của mình. Thì người bạn của mình mới khuyên mình là không nên. Tại sao không nên nhỉ? Một phần vì cái người đó có thể là thích mình, thì có muốn cho mình dấn thân vào trong cái con đường sâu nghệ thuật. Nhưng mà tại vì em thích, em muốn thử sức mình. Bạn đó cũng nghe rất nhiều thông tin về thầy rồi về công ty rồi này kia. Thì mình mới bảo là không có ai làm em hư được hết á. Mình hư không phải do bản thân mình. Quan trọng là mình tiếp xúc với thầy và thầy cư xử và đối xử với mình như nào. Chứ mình không có quan tâm cái chuyện là mọi người ở xung quanh nói gì. Thì mình thấy là thầy rất là một người có tâm với nghề. Và thầy không có nhìn vào cái túi tiền của mình để dạy mình. Và thầy lúc nào cũng giống như là sợ học sinh của mình đói, sợ học sinh của mình mệt. Nhiều khi qua thầy á, mà thầy lúc nào thầy cũng lăng xăng á. Thầy lớn rồi, thầy cũng lớn tuổi rồi mà. Nhưng thầy cũng có bệnh cao huyết áp. Mình qua một cái thì thầy lúc nào cũng lăng xăng là hỏi con có đói hay không, con có mệt hay không, rồi chạy đi mua cái này mua cái kia. Mà trong khi đó mình chỉ tính qua là tâm thầy thôi, mà thầy lúc nào cũng như vậy đó. Rồi mỗi lần qua thì một bao gạo mang về, khi thì tôm khô, khi thì cá lóc. Không lúc nào là qua mà người về người không á, lúc nào cũng đùm đè vậy đó. Qua tháng này không có cái gì mà đi về là có đó. Cái này chắc phải mắng vốn thầy quá thường ha. Tại sao lại thương con gái hơn con trai vậy ta? Trong cái đó mình bản thân mình cũng qua. À thế hả? Cái này là phải xem là ăn ở ha Hương ha. Nãy giờ nghe mọi người chia sẻ về người thầy cũng như là người bố của mình á, thì Tuân rất là háo hức được gặp thầy. Để xem thầy có thể nhìn thấy tiềm năng gì ở mình và nâng đỡ mình không. Tuân chỉ đùa, nhưng mà thật ra thì bây giờ Tuân nghĩ đến một cái món quà đi, để mình dành tặng cho người bố của mình đã đồng hành và giúp đỡ bọn mình rất là nhiều. Thì bây giờ Tuân muốn quay mỗi người một cái đoạn rất là ngắn thôi, là mình nói lên cái lời tri ân của mình đến người thầy của mình. Sau đấy thì mình sẽ có một cái cuộc hội ngộ nhỏ nhỏ ở nhà của thầy nhá. Yeah. Mọi người đồng ý nhá. Yeah. Okay.
Con xin chào bố. Thì thật sự là từ lúc mà năm 2018 con tham gia cuộc thi đến giờ, con vẫn nợ bố một lời cảm ơn. Và qua chương trình này con xin gửi cái lời cảm ơn đó đến bố. Mà thật sự là con không có dám nói, không dám đối diện trực tiếp với bố để nói cái lời đó. Cảm ơn bố rất là nhiều. Bởi vì bố là cái người đầu tiên mà dẫn dắt con vào cái con đường điện ảnh cũng như là sân khấu. Và con cũng hy vọng rằng mỗi năm thì chương trình của mình nó sẽ có nhiều cái mới hơn và tìm kiếm được những gương mặt mới. Và con cũng mến chúc cho bố là sẽ tìm được người bạn đời đi. Chứ lâu lắm rồi bố cứ cô đơn và lặng lẽ như vậy hoài sao? Nha bố. Con xin chào thầy. Con là con gái của thầy. Con luôn bên cạnh thầy. Bất cứ lúc nào thầy cần con được có mặt. Con chúc thầy sức khỏe. Con xin chào thầy. Con xin gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành từ trái tim của con. Con chúc thầy luôn mãi mãi thành công trong công việc nghệ thuật và trong cuộc sống. Có thêm nhiều sức khỏe, là một cái người đưa đò ươm mầm cho tất cả ước mơ của các bạn trẻ, để ước mơ đó bay cao bay xa hơn. Yêu ghê lắm, yêu từ vì họ đam mê, yêu kinh hồn lắm. Xin chào. Rồi, chào. Bố. Cái gì vậy? Này, bố có nấu gì ăn không? Sáng giờ nôn nao quá, nấu gì? Nấu cho thầy, bố nấu thầy. Nấu. Quên là bố đồ cho để bố nấu cho mình đã. Bố sao kỳ vậy? Trời ơi, tự nhiên mua đồ cho bố nấu nữa. Thì bố quên bò nữa kìa. Buổi tập nào mà bố không nấu ăn đúng không? Hôm nay là cảm ơn các con rất nhiều, nhiều lắm. Tại vì nhiều khi mình đào tạo ngàn người thì cũng lòi ra được đứa. Nhưng mà giờ quá nhiều rồi. Đó là sự hạnh phúc của những người thầy. Cho Tôn xin phép được cảm ơn. Hôm nay rất là vinh dự chương trình được gặp thầy. Em hiểu được là làm nghệ thuật nó không phải là cái gì cũng đẹp đẽ, cũng rực rỡ hết. Đúng rồi. Mà nó rất là khó khăn. Nhưng mà em nghĩ là em học được ở thầy một cái bài học là sự kiên trì. Sự kiên trì và đam mê. Cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay. Và năm nay cũng xin chúc cho chương trình thầy cũng thành công và sẽ được nhiều học trò hơn. Rồi thôi bây giờ là thầy trò mình chụp với Minh Tuân tấm hình, xin Minh Tuân đi cho thầy công ty tình một kỷ niệm đi. Đứng đây đi, đứng đây chụp đi, cho tấm đi, chụp xúm nhau làm một cái kỷ niệm đi nha. Cái đó là cái ước mơ của thầy rồi, lẽ giờ con không cho ước mơ cái nhỏ xíu vậy thôi. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Real Life ngày hôm nay. Và hôm nay thì Tuân có hơi hồi hộp một tí, tại vì xung quanh Tuân toàn là trai xinh và gái đẹp thôi. Nên nếu Tuân có một chút gì sơ sót thì xin mọi người thông cảm giúp Tuân nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.